Kính mời quý vị đón chào ngày mới với chương trình Mana của truyền thông dòng tên. Chương trình hôm nay gồm có những mục sau. Trước hết là lời Chúa và suy niệm, kế đến là hạnh các thánh, và cuối cùng là tông đồ cầu nguyện. Bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình. Sứ vụ của Đức Giêsu tại Giu-đê, lời chứng cuối cùng của ông Gioan. Tin mừng theo Thánh Gioan chương 3. Sau đó, Đức Giêsu và các môn đệ đi tới miền Giu-đê. Người ở lại nơi ấy với các ông và làm phép rửa. Còn ông Gioan, ông cũng đang làm phép rửa tại Enon gần Salim, vì ở đấy có nhiều nước và người ta thường đến chịu phép rửa. Lúc ấy ông Gioan chưa bị tống giam. Bấy giờ có một cuộc tranh luận xảy ra giữa các môn đệ của ông Gioan và một người Do Thái về việc thanh tẩy. Họ đến gặp ông Gioan và nói: "Thưa thầy, người trước đây đã ở với thầy bên kia sông Giô-đan và được thầy làm chứng cho, bây giờ ông ấy cũng đang làm phép rửa và thiên hạ đều đến với ông." Ông Gioan trả lời: "Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do trời ban. Chính anh em làm chứng cho thầy là thầy đã nói: tôi đây không phải là đấng Kitô mà là kẻ được sai đi trước mặt người. Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Đó là niềm vui của thầy. Niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn. Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi." Bài tin mừng hôm nay cho thấy Đức Giêsu tỏ mình tại một nơi nào đó thuộc vùng đất Giu-đê. Nơi đây, Đức Giêsu và các môn đệ ở với nhau và Ngài đã làm phép rửa. Tại một nơi khác có tên là Enon, gần Salim, có lẽ thuộc vùng Samaria, Gioan tẩy giả cũng đang làm phép rửa cho những người đến với ông. Như thế, ở hai nơi khác nhau, có hai phép rửa khác nhau, được làm bởi hai người khác nhau. Ta không thấy có gì khác biệt về bản chất giữa hai phép rửa này. Chỉ có điều là phép rửa của Đức Giêsu thu hút được nhiều người hơn. Các môn đệ của ông Gioan đã nhận thấy điều đó.
và họ đi báo cho thầy Gioan của mình một tin không vui. Mọi người đều đến với ông ấy. Họ khó chịu vì Đức Giêsu, người đã từng được thầy của họ làm chứng, người đã sống bên thầy ở bên kia sông Giô-đan, bây giờ lại nổi tiếng hơn thầy. Ông Gioan lại chẳng hề khó chịu chút nào. Ông chưa bao giờ quên sứ mạng của mình là làm chứng cho Đức Giêsu, đấng mà ông đã thấy thần khí ngự xuống khi chịu phép rửa. Gioan biết sự cao trọng của mình nằm ở đâu. Ông là người được Thiên Chúa sai đến trước Đức Kitô. Ông không phải là chú rể. Ông chỉ là bạn của chú rể. Vì thế, ông không có quyền có cô dâu. Cựu ước coi dân Israel là cô dâu. Tân ước coi giáo hội Kitô là cô dâu. Ông Gioan coi Đức Giêsu là chú rể và ông đứng đó nghe chàng. Ông vui mừng hớn hở khi nghe được tiếng nói của chàng. Khi người ta kéo đến với Đức Giêsu để chịu phép rửa, thì ông Gioan biết mình đã thành công trong sứ vụ của mình. Sứ vụ làm nhịp cầu cho dân Chúa và Đức Giêsu Kitô gặp nhau. Ông như reo lên vì mãn nguyện. Đó là niềm vui của thầy. Niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn. Chúng ta không quên ơn Gioan, không quên sự xóa mình của ông. Đức Giêsu được hiển linh, được nổi bật chính vì Gioan đã chịu lu mờ đi. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con thấy Chúa thật lớn lao, để đối với con mọi sự khác trở thành bé nhỏ. Xin cho con thấy Chúa thật bao la, để cả mặt đất cũng chưa vừa cho con sống. Xin cho con thấy Chúa thật thẳm sâu, để con dễ đón nhận nỗi khổ đau sâu thẳm nhất. Lạy Chúa Giêsu,
xin làm cho con thật mạnh mẽ để không nổi thất vọng nào còn chạm được tới con. Xin làm cho con thật đầy ắp để ngay cả một ước muốn nhỏ cũng không còn có chỗ trong con. Xin làm cho con thật lặng lẽ để con chỉ còn loan báo Chúa mà thôi. Xin Chúa ngự trong con thật sống động để không phải là con mà là chính Ngài đang sống. Ngày 8 tháng 1, chân phước Orosia Fabris, ngày sinh năm 1866, mất năm 1932. Là vợ và là mẹ một gia đình đông con, bà Rosa người Ý được phong chân phước vào ngày 6 tháng 11 năm 2005 tại Vatican. Cuộc phong chân phước này làm hồi tưởng lại cuộc phong chân phước năm 1994 và phong thánh năm 2004 cho bà Gianna Beretta Mola, một người mẹ trẻ người Ý. Bà Mola đã chấp nhận cái chết vào năm 1962, thay vì phá thai đứa con của mình đi để được sống. Bà trở thành vị anh hùng và là quan thầy của những cao trào bảo vệ sự sống. Chân phước mới Mama Rosa có tên thật là Eurosia Fabris, sinh ngày 27 tháng 9 năm 1866 tại Quinto Vicentino, nước Ý. Tuy dù sau khi chồng chết, chân phước Fabris có gia nhập dòng ba Francisco năm 1930, nhưng bà được nhắc đến nhiều nhất với danh nghĩa là bà mẹ nội trợ hơn là tu sĩ dòng ba Francisco. Fabris sinh trong một gia đình nông dân tại làng quê nghèo khó, học mới tương đương lớp 2 tiểu học, đủ để đọc sách giáo lý và sách tu đức của thánh Alfonso de Liguori. Fabris thường đi làm đồng áng, giúp đỡ mẹ. Fabris là một giáo dân ngoan đạo của giáo xứ và lớn lên dạy giáo lý cho các em nhỏ trong xứ đạo của mình. Có nhiều người theo đuổi cô thiếu nữ này và muốn lấy làm vợ, nhưng cô không để ý tới việc lập gia đình. Cho tới năm 19 tuổi thì sự việc xảy ra như sau. Có một bà vợ trẻ của một gia đình hàng xóm chết đi, để lại ba đứa con nhỏ. Sau thời gian ngắn, một trong ba em này cũng qua đời, còn hai đứa bé kia được 1 tuổi và 2 tuổi. Trong thời gian kéo dài 6 tháng, Fabris lo cho các đứa nhỏ này mỗi ngày. Và cuối cùng, người cha của các em nhỏ này đã cầu hôn với Fabris. Việc lấy chồng của Fabris được chính cha xứ cho rằng đây là một hành động vì đức bác ái. Đôi vợ chồng này sau đó đã có thêm 9 người con nữa, trong đó 3 người sau này làm linh mục. Bà qua đời ngày 8 tháng 1 năm 1932 và được an táng trong nhà thờ ở Marula. Tiến trình phong thánh cho Fabris được khởi sự từ năm 1975 với việc thánh giáo hoàng Gioan Paolo II chấp nhận cho rằng cuộc sống của Fabris là cuộc đời nhân đức can đảm, và ngày 7 tháng 7 năm 2003 và một phép lạ do việc cầu nguyện với vị chân phước này mà có đã được công nhận vào năm 2004, và Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã phong chân phước cho bà ngày 6 tháng 11 năm 2005 qua sự đại diện của Đức Hồng Y Bộ Phong Thánh Sarajeva Martins tại Vicenza, Italy. Cuộc phong chân phước rất có ý nghĩa vì nó nói lên lập trường của giáo hội bảo vệ sự sống và đời sống gia đình, chống lại những tệ đoan phản công giáo như hôn nhân đồng tính, sống với nhau không có phép cưới.
cùng ngự cùng Đức Giáo Hoàng. Tông đồ cầu nguyện. Cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Con bắt đầu ngày mới với lòng biết ơn, kết hiệp với Thánh Tâm Chúa Giêsu để cùng làm việc với người trong sứ vụ của lòng thương xót. Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạy lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Chúa Giêsu có khả năng cảm thông cách lạ thường, và điều mà người cảm nhận trong lòng trở nên quyết định của người. Quyết định ấy thôi thúc người cho đến khi người hành động. Ngày hôm nay, ai là người cần đến tấm bánh hay những món quà của con? Liệu con có hành động theo những điều làm con xúc động? Lạy Cha, xin ban cho con ân sủng này trong hôm nay. Con dâng ngày sống để cầu nguyện cho tình bác ái huynh đệ. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ân sủng của Chúa và Mẹ Maria.